Bắt đầu 6 ngày 6 đêm ở trường đua Đại Nam nha. Anh em ơi, lên tivi. Ok, hello mọi người nha. Hiện tại là tụi mình đang làm một cái thử thách, đó chính là bắt đầu 6 ngày 6 đêm ở trường đua Đại Nam nha. Bắt đầu 6 ngày 6 đêm ở trường đua Đại Nam nha. Đây, anh em đang ở đây rất là nhiều và khán giả bên đây coi cũng rất là nhiều luôn nè. Khán giả đây nè. Đó, và bên đây cũng có rất là nhiều người luôn. Anh Ba Khía nha, đây nè. Đặc biệt là đây là anh Ba Khía. Thử hết 6 ngày 6 đêm bắt đầu không anh? Ừ. Quá đã luôn. Cái đi bắt đầu trường đua Đại Nam. Dù khán giả có về, ta vẫn bóc luôn, trời mưa ta vẫn bóc luôn. Bảo vệ đuổi ta vẫn bóc luôn. Bảo vệ đuổi vẫn bóc luôn. Khán giả về hết mình vẫn bóc hả? Bóc luôn. Ok rồi, mình đói thì sao? Mình đi ăn không? À, đói rồi bóc luôn. Bóc luôn hả? Ok anh em. Đói rồi gói che luôn. Ok anh em, bây giờ sẽ vô nha.
quá nó Hello bé, hay không? Thấy mọi người chơi hay không? Mọi người chơi hay quá trời luôn đúng không? Em quay xịn luôn á. Ồ, quay quá đẹp rồi, giỏi ghê á. Em cho anh coi cái này nè. Đâu? Cái chú chị té. À, chú này té phải không? Nè, coi nè, coi nè. Hay quá. Vui không anh Ba Khía? Vậy vui không? Quá vui, quá tay. Thử thách bắt đầu à, sắp thời điểm là nam thất bại rồi nè. Bóp có 10 phút mệt quá. Bóp có 10 phút mệt quá, vô luôn rồi mọi người ơi. Hai đồ bắt tay lại đi, hai đồ bắt tay lại. Ok mọi người, giỡn chút xíu thôi. Thì đây mới là cái tiết mục chính của cái video ngày hôm nay. Đó chính là tất cả anh em ra biểu diễn cho khán giả Đại Nam coi. Và cái điều đó cũng là một cái điều rất là vinh dự đối với mình, khi là mình được mời tới đây để chung vui cùng anh em ha. Bây giờ thì nó cũng hơi ồn xíu, thì hy vọng mọi người sẽ nghe được mình nói gì. Và rất cảm ơn mọi người, không biết nói gì hơn. Cảm ơn mọi người lần nữa và tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.